Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Hôm nay, hãy cùng mình làm thử chocolate nha. Không biết là làm hay là báo đây. Lát cà này là báo cho luôn sao? Thơm á. Nhuyễn ăn không còn cảm giác nữa. Còn cái này chưa nhuyễn nè. Vẫn chấp niệm tới cùng với hạt hạnh nhân nha. Hạt chữa này là gì quá nhé. Có nhuyễn không nhuyễn. Rồi, ta đụng ra. Thấy còn một hạt nè. Cố chấp tới cùng với hạnh nhân. Đó, nhuyễn rồi. Dịch tới phần mình thích nhất. Nói quá trời nói, chia sẻ mà edit clip thấy xà mỏ nên thôi, tua cho nhanh. Chắc trong bao nhiêu video này làm chocolate. Nhìn sợ hãi nhất, kinh dị nhất quá. Nhìn mà không có ăn luôn á trời. Sao tôi nói vậy? Sao tôi nói thành quả của tôi như vậy? Không được, không có ăn nói xà lơ như vậy. Đối với hạt á thì không nên để lửa quá lớn, đừng để nó khét, khét thì sô-cô-la sẽ rất là đắng. Để nó vàng nhẹ là được. Mà khi nào nó biết nó vàng nhẹ ta? Ok, theo tổ tiên mắt bảo thì bây giờ có, hơi có mùi rồi đó. Chắc là vàng nhẹ vậy là đủ rồi ha. Mình rút ra được một kinh nghiệm đó là nên làm chocolate trước. Trong cái khoảng thời gian đợi chocolate nó đun chảy ra thì hãy đi rang hạt. Vì nếu mà rang hạt quá sớm ở những giai đoạn đầu á, là để ở ngoài không khí là hạt nó sẽ bị mềm đi. Bây giờ thì mình đang cho những miếng chocolate mà mình thái nhỏ hồi nãy á, vào trong một cái túi kem. Đổ nước cỡ 70 độ C vào và ngâm chocolate cho nó chảy ra hoàn toàn. Không thể nào xài được cả. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Chữ vậy trời. Khoan, mình rửa một lớp trước thôi nha. Để mà ảnh hạt lên á. Chèn cho nó đều ra. Tưng tưng. Khác gì đó. Khác gì mới hỗn độn chứ trời đất ơi. Thử trang trí nha. Phải có kem. Ở đây. Ở đây. Sắp bắt hạt ít thôi á. Kiwi, mày đừng có đâu. Kiwi. Mình đem vào tủ lạnh và chờ kết quả ha. Còn dư nguyên liệu thì mình đợi hai cái kia nó ra thành phẩm rồi á, mình sẽ đun nấu sô cô la một lần nữa và làm thêm ha. Để rút kinh nghiệm của hai cái miếng kia trước. Này một kiwi thôi. Quả đã ra.
Có lẽ là để trong cái bìa này thì mọi người sẽ khó thấy hơn. Một hồi mình sẽ quay cận cảnh quá trình ha. Đây, cái thanh ở giữa này á, chính là cái thanh mà không đủ nguyên liệu cho khúc cuối nè. Chị Trinh ơi, tụi em có món quà từ chị. À không phải, tụi em xin lỗi, đó là quà kia. Trời ơi, nó cướp hết lời thoại của tao kìa. Rồi em nói đi, nói gì em đó. Trinh ơi, quà chia tay chị. Trời ơi, sao em thôi mà em lại chia tay chị. Hy vọng chị qua dự án mới là sẽ gặt hái được nhiều thành công, đạt được điều mình muốn. Có những người đồng nghiệp thật là đồng nghiệp ở đây đã tốt rồi, có những đồng nghiệp qua bển còn sẽ tốt nữa. Ok, chị cảm ơn với em và cảm ơn Ký, Ân và... Không, em một mình em tặng sô-cô-la. Rồi, chị cảm ơn em và hai em quay nữa. Thì chị rất là vui khi có một cái sinh nhật bất ngờ này, cũng như là tình cảm của em dành cho chị. Và chị không biết nói sao về món quà này, chị chỉ biết cảm ơn và chị trân trọng món quà này. Chị bẻ một xíu em. Cảm ơn chị Trân. Cũng đâu có xấu lắm đâu đúng không mọi người? Giờ mình sẽ thử ha. Bản thân mình sau khi edit đi, một cách khách quan nhất mà nói á, là mình sẽ đánh giá set chocolate này nó trên cả dễ làm luôn á, nó không cần pha gì hết á. Mình đun xong cũng sẽ ra thành phẩm. Nếu mà bạn nào muốn ăn theo khẩu vị của các bạn á, thì các bạn có thể điều chỉnh thêm. Và cái phần mà làm mình không hài lòng nhất á, chính là phần nguyên liệu. Nó được cái đẹp thôi, chứ thêm vào nó sẽ làm dở chocolate đi nữa ấy. Nhất là cái phần kiwi. Trời ơi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết chiếc video này của mình ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.